Tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, là hung, hay cắt, giàu hay nghèo. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống và tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, trải qua một tháng vận trình có nhiều biến động, hành sự nên cẩn trọng, trong mệnh có cắt tinh, cũng gặp nhiều may mắn, chăm chỉ ắt sẽ thu được thành tựu lớn lao. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, bước sang năm Quý Mão 2023, là 39 tuổi âm lịch, và 38 tuổi dương lịch. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, thuộc mệnh Kim, Hải Trung Kim, vàng dưới biển, người tuổi Ất Sửu đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người. Từ 30 tuổi trở đi, lập thân, lập nghiệp đã trụ vững, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định được vị trí của mình trong xã hội. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, về phương diện sự nghiệp cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão cho thấy bạn không bị áp lực về công việc, mọi thứ diễn tiến theo đúng kế hoạch dự tính trước đó. Tuy nhiên, vì vận trình tăng ẩn nhiều biến động, chưa thể nói trước được điều gì, bạn nên hành sự thận trọng vẫn hơn, thời điểm này mọi kế hoạch dự án đều đã an bài, nếu có sự thay đổi này thì bạn cần bổ sung càng sớm càng tốt, đừng để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Công việc cứ theo kế hoạch mà tiến hành, nếu phát sinh vấn đề thì giải quyết tới đó, kỵ nhất là tâm lý nóng vội, rất dễ hỏng việc. Trong tháng công việc của nam mệnh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, có phần thuận hơn nữ mệnh, bạn được Thái Dương cắt tinh chiếu rọi, thúc đẩy khả năng sáng tạo và tư duy, đặc biệt là người lãnh đạo, sẽ gặt hái không ít thành quả xứng đáng, cơ hội thăng tiến rộng mở. Cắt tinh này cũng mang tới quý nhân là nam giới, trợ giúp đắc lực cho con đường phát triển sự nghiệp của bạn, tinh thần làm việc dâng cao, đã làm là hết mình, không có chuyện nửa vời, chính điều đó mang lại giá trị thành công cho bản thân bạn nhưng điều này cũng lại là cái gai trong mắt người khác, họ ghen tị đố kỵ với tài năng, sự nhiệt huyết của bạn, tìm cách gây khó dễ. Với một số người kinh doanh, buôn bán tự do, cẩn thận trọng trong cách hành xử, nên nhớ làm ăn cũng phải tuân thủ pháp luật thì mới lâu bền, ngược lại chỉ nghĩ tới các trò thông minh vặt lách luật, sớm muộn gì cũng vướng vào vòng lao lý. Trong tháng điểm báo, cặp hung tinh địa tang quấy phá, nên thận trọng vẫn hơn, nếu làm nhiều việc thiện, tu thân, tích đức càng tốt có thể hóa giải vận hạn, tăng thêm may mắn cho mình. Tuổi Ất Sửu trong tháng này cũng cần chú ý, không nên kết hợp làm ăn với những người có mệnh hỏa như tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất Ất Hợi thì công việc làm ăn gặp nhiều thua thiệt, dễ bị thua lỗ, bạn nên cẩn trọng nhé. Về mặt tài vận, vận trình tài lộc trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Sửu là khá lý tưởng, bạn làm nhiều hưởng nhiều, ví tiền vơi rồi lại đầy, chi tiêu thoải mái, không quá phải dè chừng. Việc kinh doanh buôn bán đầu năm may mắn, thuận lợi, các đơn hàng ổn định, và dần có xu hướng tăng mạnh thời điểm này. Tuy nhiên, bạn cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm hơn là các hình thức quảng cáo tiếp thị, lấy chất lượng làm gốc, sau đó xét tới yếu tố cạnh tranh về giá cả, coi như bạn đã thành công một nửa. Nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện không những trợ lực cho sự nghiệp quan lộ rộng mở, mà còn thúc đẩy tài lộc thêm vượng phát, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bạn. Đầu năm nhiều hội hè, đình đám, khả năng cao bản mệnh gặp may mắn trong một số trò chơi đỏ đen, nhưng may mắn chỉ dừng lại ở mức độ nhất định, đừng liều mình theo kiểu được ăn cả, ngã về không kẻo trắng tay. Bởi tháng này cũng có kiếp tài hoành hành kiểu làm ăn bất chính, chơi không biết điểm dừng, đầu tư mù quáng, dễ dẫn tới tình trạng phá tài nặng nề. Vậy bạn làm việc gì cũng nên suy tính kỹ càng có sự phòng bị từ trước thì dù có xảy ra tình huống bất lợi nào cũng có thể tùy cơ ứng biến. Xem phi tinh tháng trong tháng 1 năm 2023 âm lịch có tứ lục là chủ tinh bay vào hướng đông nam, gặp bát bạch tài tinh, đây được coi là phương vị cắt lợi, tốt cho cả sự nghiệp và tài lộc. Bạn nên sắp xếp phong thủy hợp lý, sẽ giúp kích hoạt tài khí vượng, giúp tuổi ất sửu, sinh năm 1985, dễ gặp may mắn về tài chính hơn nếu có điều kiện tuổi ất sửu sinh năm 1985 nên đặt biểu tượng long quy phong thủy tức rùa đầu rồng tại hướng đông nam của phòng khách hoặc phòng làm việc vật phẩm phong thủy này có tác dụng hỗ trợ tứ lục và bát bạch phát huy các tính thúc đẩy vượng tài khí tài lộc càng thêm dồi dào về mặt tình cảm bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão với sự xuất hiện của nguyệt lệnh lâm quan đới mang lại nhiều lợi ích về phương diện công việc tài lộc cho mệnh chủ tuổi ất sửu sinh năm 1985 nhưng nguyệt lệnh lâm quan đới lại gây cản trở cho chuyện tình cảm Tuổi Ất Sửu có xu hướng để tình cảm điều khiển hành động, khó kiểm soát cảm xúc, dễ nổi giận vô cớ kiếm chuyện với đối phương, mọi mâu thuẫn trục trặc từ đó mà ra. Tháng một âm này, vận đào hoa của tuổi Ất Sửu khá vượng vì có thiên diêu ảnh hưởng, tuy nhiên đa phần là đào hoa giữ, mang đến nhiều luồng suy nghĩ phức tạp, bế tắc dẫn đến tâm lý chán trường, muốn tìm người khác giới để chia sẻ, tình cảm ngoài luồng rất dễ bị nảy sinh. Người đã có đôi có cặp thậm chí kết hôn lâu năm cũng khó tránh ảnh hưởng của đào hoa giữ, dù trong suy nghĩ chủ quan không có, nhưng hoàn cảnh xô đẩy chưa thể khẳng định trước điều gì điều bạn có thể làm là đề cao cảnh giác nghiêm cẩn giữ mình tránh xa những mối quan hệ mập mờ dừng ngay những suy nghĩ tiêu cực có như vậy mọi chuyện mới chuyển biến tốt đẹp tránh được vận hạn xui xẻo đe dọa hạnh phúc gia đình với người độc thân đào hoa tuy vượng được người xung quanh theo đuổi không hề ít nhưng để tìm được đối tượng phù hợp lại không phải chuyện một sớm một chiều tốt nhất bạn nên tập trung vào phát triển sự nghiệp ổn định trước rồi sau đó tính chuyện yêu đương thời điểm này chưa thích hợp lắm về mặt sức khỏe theo Đông y, khí mùa xuân thông với tạng can chủ, khắc chế sửu thổ, can trụ tàng huyết và sơ tiết tức điều tiết chức năng tâm sinh lý, nếu chức năng của can gặp trở ngại, con người dễ phát sinh nổi cáu, nóng nảy, dẫn tới cơ thể suy nhược, tâm tình lo lắng, bất an. Theo đó, tháng này tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, cần chú trọng bồi dưỡng tinh thần, nghĩ tới chuyện vui, sống cởi mở và lạc quan thì sức khỏe luôn được đảm bảo duy trì ở trạng thái tốt và ngược lại, mùa xuân can mộc thịnh càng khắc chế sử mạnh, dẫn đến động cơ khắc phạt tỳ thổ, tỳ thuộc thổ, cho nên nguyên tắc ăn uống cơ bản trong mùa này là giảm chua tăng ngọt, ăn nhiều chất chua làm can khí quá vượng, tỳ thổ quá mức làm tổn hại đến tỳ vị, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, gây ra các chứng nóng trong, táo bón, tiêu chảy. Mùa xuân nên ăn thêm các chất ngọt vì vị ngọt đi vào tỳ có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường chức năng tiêu hóa để chống lại sự khắc phạt quá mức của tạng can. Bên cạnh đó, nên dùng những món ăn, thanh đạm, hợp khẩu vị, không nên dùng nhiều những món xào, rán, béo, ngậy, hoặc các thứ sống lạnh, dễ gây tiêu chảy, lạnh bụi, nghiêm trọng thì ngộ độc thực phẩm. Với một số bản mệnh có tiền sử về các bệnh xương khớp, chú ý cả vấn đề dinh dưỡng, làm việc và luyện tập thể thao đều đặn, tránh bệnh tình tái phát, ảnh hưởng nghiêm trọng. Để có được sự thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình, thì tuổi ất sửu không nên bỏ qua điều này. Thứ nhất, ngày giờ xuất hành người tuổi ất sửu rất hợp với, giờ chẵn, ngày lẻ, tháng chẵn. Để xuất hành đi xa, hay tiến hành những công việc quan trọng, là một trong những yếu tố tăng thêm may mắn, giúp công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Và người tuổi ất sửu nên chọn ngày giờ nói trên, để tiến hành, chẳng những mang lại sự may mắn, thuận lợi mà có thể thành công trong bất kỳ việc gì. Thứ hai, những tuổi nên hợp tác làm ăn cho người tuổi ất sửu, sinh năm 1985, trong năm quý mão 2023. Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụi bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi ất sửu mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng bạn. Tuổi ất sửu hợp làm ăn với tuổi Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi thì được giúp sức làm ăn, cuộc sống ngày càng sung túc. Nhất là khi những người mệnh thổ phò tác hay trợ lý cho người tuổi ất sửu sẽ rất phát triển trong sự nghiệp. Tiếp theo là luận giải vô cùng quan trọng cho tuổi ất sửu, sinh năm 1985, khi bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão gồm hai phần, phần thứ nhất đối với nam mệnh, phần thứ hai đối với nữ mệnh tuổi ất sửu. Phần thứ nhất, đối với nam mệnh tuổi ất sửu, sinh năm 1985. Trong năm Quý Mão 2023 tuổi ất sửu 1985 nam mạng cần đặc biệt chú ý tới hạn Thiên tinh và sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Thiên tinh đối với tuổi ất sửu 1985 nam mạng. Nói về hạn Thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe thị phi kiện cáo có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột tiêu hóa ngộ độc thực phẩm nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới sức khỏe khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi mắc bệnh về tiêu hóa khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng đi ngoài nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng kiện cáo, người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn mục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn giàu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần biết để vượt qua hạn thiên tinh đối với quý anh tuổi Ất Sửu 1985. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp sao thiên tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu tránh bị đau bụng tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật. Luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý anh tuổi Ất Sửu, trong năm Quý Mão 2023 cũng cần chú ý đến sao Thủy Diệu chiếu mạng. Sao Thủy Diệu còn gọi là Thủy Tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao Thủy Diệu là phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8 chủ về tài lộc hỷ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh, nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 21 tháng 1 âm lịch hướng về chính bắc để làm lễ giải sao. Phần thứ hai, đối với nữ mệnh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Ất Sửu 1985, nữ mạng cần đặc biệt chú ý tới hạn Tam Kheo và sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Tam Kheo đối với quý cô tuổi Ất Sửu 1985. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp tay chân vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô sát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích hiềm khích xảy ra có ba điều cần biết để vượt qua hạn tam kheo, đối với quý cô tuổi ất sửu. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Thứ hai, gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo. Làm việc chân chính, không toan tính điều xấu. Đặc biệt, nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Thứ ba, cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết yêu đương. Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Quý cô tuổi Ất Sửu trong năm Quý Mão 2023 cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, hôn nhân hòa hợp. Công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cũng sao Mộc Đức vào ngày 25 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 25 tháng 1 âm lịch vì ngày này là ngày sao Mộc Đức giáng hạ. Đặt hương án về phía chính đông, bài trí 20 cây đèn cầy theo hình đồ của sao Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại